Hello, xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà lại quay trở lại với kênh Hàng Nhật của em. Tối nay ngày 23 tháng 10 thì em tranh thủ lên một ít cái túi sách mới về anh chị ha. Những cái sản phẩm hàng đẹp tuyển chọn mới về ở shop em. Hy vọng là cả nhà mình sẽ thích những cái sản phẩm trong video này. Số điện thoại của em đang có để ở trên màn hình. Anh chị có thể nhắn tin hoặc là gọi điện thoại. Hoặc là tiện nhất thì mình kết bạn Zalo với em để mà mình chốt món hàng mình ưng ý nhất. Shop em đang có chương trình miễn phí vận chuyển cho những cái sản phẩm trong video này. Và lưu ý là em nhận chuyển khoản 100% đi đơn. Không có ship code cũng như là không có nhận cọc anh chị nha. Đầu tiên thì em sẽ có cái túi này nó còn trong hộp như vậy luôn. Túi này thì hồi trưa em mới về thì em đã có khui em chụp hình sơ trên Zalo đó anh chị. Đây là một cái chiếc túi, chất liệu của nó là vải lụa. Vải này không phải màu trắng đâu, chất cái màu của nó giống như là màu xám xi măng vậy đó. Rất là đẹp nha, mặt trước là vải, mặt sau cũng là vải luôn và mới keng còn nguyên hộp nha. Còn cái tem này là cái tem người ta hướng dẫn mình bảo quản túi đó. Rồi còn dust bag luôn anh chị ha. Trên đây thì người ta đính một số cái hạt đá, cái này mình đi tiệc này kia thì nó rất là lấp lánh, đẹp nha. Và dành cho các chị, các cô mình thích nó sang chảnh nha. Size của nó là 26 nhân với lại 12 cho nên điện thoại ví tiền là vô tư. Mình có thể cầm tay giống vậy hoặc là mình có thể lấy cái dây xích này là mình đeo, mình xách nha anh chị. Dây xích này thì chỉ xách thôi hoặc là đeo vai thôi chứ không có đeo chéo nha. Đây, cái tem của nó nằm đây nha. Rồi, bên trong đây thì cũng là lót vải lụa luôn. Mẫu này thì giá là 380.000, còn full hộp như vậy nha. Anh chị nào có mua tặng thì mình lấy cái này cũng ok. 380, mã số là B1, giá là 380.000, mã B1 dùm em ha, ABCD đó anh chị. B1, giá là 380 cho cái túi này. Túi này là hạt túi vải đính cườm. Tiếp tục là em có cái túi này. Túi này là bằng da bò, dập vân, kỳ nhông, kỳ đà, form rất là xinh. Hàng hiệu của Waco, dán phích tay. Size ngang miệng là được 19 nè, ngang đáy là được 21, cao lên là 18, độ dày là 12 cm. Độ mới cực kỳ cao nha anh chị ơi. Đó, mới lắm. Và da bò, dập vân, kỳ nhông, kỳ đà, đáy có 4 đinh. Quay là mình xách giùm em nha, khoan khóa chỗ này là sáng trưng luôn. Mình mở như vậy. Ở bên trong đây thì là lót da nha anh chị ơi. Mẫu này thì chị không có tháo rời cái này được tại vì người ta may cố định rồi. Giá của nó là 690.000, mã số là B2. Mã B2 giá 690 cho cái túi này nha. Mã B2 giùm em, 690.000, hàng hiệu của Waco là của Nhật đó anh chị. Em có một cái túi này nó còn cái tem. Hàng này là hàng hiệu của là Bauleva gì nè. Còn tem tag đầy đủ đây nha anh chị, tiếng là tiếng Nhật ha. Rồi, túi này thì bằng da bò, màu của nó là màu đỏ rượu, rất là đẹp. Form là form hộp luôn, đẹp cực kỳ luôn nha anh chị, độ mới rất là cao. Size ngang đáy là được 20, ngang miệng này là được 24, cao lên là được 17. Và độ dày của nó là 7 cm, khóa cho này đẹp quá. Khóa là dạng như khóa viên, vàng viên đó anh chị, phía sau lưng có ngăn nè. Dây đang là dây xách tay nha. Mẫu này thì bên dưới này người ta lót vải nha anh chị. Bên dưới này lót vải nha. Bên trên đây là họ phun sơn. Và khi mà người ta để lâu rồi mình bật lên, để lâu thì nó có bị kiểu như đổ mồ hôi rồi mình bật lên á, thì nó có bị hơi hơi bung cái phần màu ở trên cái phần nắp. Nhưng mà khi mà mình xài cái nắp này nó đẩy xuống á, thì mình cũng không có thấy gì hết. Bên ngoài thì rất đẹp, nhưng mà mình soi kỹ bên trong mình xài mình biết á, thì mình sẽ thấy chỗ này nó phun sơn nè. Và nó làm cho bẩn cái này ha. Cái này thì khi gửi cho anh chị thì em lau chùi thì nó kiểu như nó nhạt đi thôi, chứ nó không có hết nha anh chị nha. Bản thân nó sẽ như vậy luôn. Túi này nếu mà nó hoàn hảo hơn thì giá nó tầm có 1,6-1,7 triệu nha anh chị. Nhưng mà do nó có chút xíu chỗ cái nắp đó, em bán cho mình với giá là 850 ha. Mình xài bình thường nhưng mà mình không mua tặng nha. Các chị các cô mình vẫn xài thoải mái bình thường, đi tiệc là vô tư. Đẹp lắm, hàng dường như chưa ai sử dụng đâu. Đó, góc cạnh như vậy. 850, mã số của nó sẽ là B3 giùm em nha. B3 giá 850. Em có cái túi này xinh quá chừng luôn nè, cái form dáng quá trời đẹp luôn. Hàng này là hàng có hiệu của là Artisan nè. Đẹp lắm, túi này rất là hiện đại. Mà mình chưa bao giờ gặp được cái túi hiệu, cái túi mà cái form nó như vậy đâu anh chị. Form xuất sắc như vậy, chất liệu của nó là da bò, hàng hiệu là Artisan nè. Hai bên hông á thì người ta sẽ có hai cái nút như vậy ha. Ủa, hai cái nút này tháo ra được không ta? Nếu mình tháo ra thì nó như vậy nè anh chị. Đó, đẹp nha, cái form túi này quá trời nó xinh luôn, độc đáo dữ lắm. Đấy đây, và túi này cũng dường như hàng trưng bày chưa qua sử dụng. Dáng này thì mình chỉ xách tay thôi, màu đen anh chị ha. Size ngang của nó là được 34, cao lên này. Cao lên là em đo tới hết cái quai luôn là 24 nha. Độ dày đáy là được 7 cm. Túi này chưa có qua sử dụng và nó căng đét như vậy đẹp quá. Rất là độc lạ nha. Túi này độc đáo lắm, mình không có đụng hàng với ai đâu. Bên trong là lót vải dập hiệu. Có một ngăn khóa kéo ngay đây. Khóa toàn bộ là khóa IKK nha anh chị. Nhưng mà em không có thấy là họ ghi made in nước nào. Không có cái tem chỗ đó để mình ghi thấy made in nước nào. Nhưng mà mình
Để ý thì mình thấy cái đường kim mũi chỉ và chất da thì nó quá xịn, mình có thể cân nhắc ha. Đó. Túi này đẹp lắm, độc đáo lắm, xách như vậy đi làm hoặc đi tiệc cũng quá ok, hoặc mình tặng được nha anh chị. Em bán cái này cho mình với giá là 1250. Máy này là hàng tuyển chọn hết nha. Giá thì nó sẽ nhỉnh nhỉnh hơn những cái hàng giá rẻ một chút. Nhưng mà mình đang mua được một cái chiếc túi quá đẹp, quá mới, chất liệu da bò xịn luôn, với giá như là giá da BU đó. B4 giá là 1250 cho cái túi này. Rồi tiếp tục em có một cái này là hàng hiệu của Kitamura, màu vàng chanh quá trời xinh. Kitamura hàng hiệu của Nhật nha. Chất liệu của nó là da bò màu vàng chanh và rất mới nha anh chị. Màu sáng như vậy mà nếu mà nó có dính gì là mình thấy liền ha, nhưng mà này nó mới lắm. Size của nó là 23 nhân với lại là 24. Quai trên đây thì màu kem, dưới này là màu vàng chanh. Form này mình xách tay hoặc là đeo vai giùm em. Mở là như vậy nha, mở như vậy. Có cái nút gài người ta cũng làm bằng da luôn. Đó. Ở bên trong đây lót vải và người ta kèm cho mình một cái ví nhỏ bằng vải nữa, dạng như ví clutch á. Từng cái khoen khóa nó còn sáng trưng nè anh chị. Bên trong có một cái ngăn lớn, tem Kitamura nằm đây, một ngăn khóa kéo nhỏ. Rồi thêm một cái ví nhỏ này nữa nha, tức là hai trong một đó. Phía sau lưng thì có một cái ngăn nữa nè, đẹp nha. Rồi, túi này em bán cho mình với giá là 550 ngàn. 550 cho cái túi Kitamura, mã số là B5. Mới lắm anh chị, B5 giá là 550 cho cái túi này, mã B5. Rồi tiếp tục em có cái này cái gì đây? Ôi siêu phẩm nè. Đây. Siêu phẩm là còn dustbag nha anh chị ơi. Đây là một cái chiếc túi da cá mập xanh, cá mập đại dương. Lâu lắm rồi mới về cá mập xanh nha, và túi này nó xuất sắc, cực kỳ mới. Túi này dường như chưa qua sử dụng đâu, mua tặng quá ok, hoặc là chị nào mình đang săn để sưu tầm đó thì mình có thể để ý cái này. Da cá mập xanh tức là người ta sẽ gọi cái này là gọi là thuộc nubuck của anh chị. Nó sẽ kiểu nó mịn như là nhung vậy đó, nhưng mà nó cũng không có tới nỗi nhiều như nhung nha, người ta sẽ thuộc cái da nó như nhung vậy đó. Đó, còn chỗ này là phối đáy là da bò, quai là bên trong da bò, bên ngoài là một cái lớp da cá mập ha. Da cá mập thì cái sớ của nó như vậy. Đây là một cái loại da rất là hiếm, mình nghe cá mập thôi mình biết là cũng khó khăn lắm để đánh bắt, rồi khó khăn lắm để thuộc được cái da, rồi xong rồi làm thành cái túi nữa anh chị. Cho nên về giá trị thì chắc chắn nó phải cao rồi ha. 32 nhân với lại là 20 nhân với lại là 12 cm. Khóa chỗ này sáng trưng luôn nha, khóa màu màu trắng bạc ha. Bên trong lót nhung luôn, rồi không có gì để chê đâu anh chị, quá đẹp luôn. Rất nhiều ngăn, đây, một ngăn, hai ngăn, ba ngăn lớn nè, một ngăn khóa kéo nhỏ nè, một ngăn đắp nè, phía sau lưng một ngăn nữa. Túi này thì dáng chỉ xách tay thôi, không thiết kế dây đeo nha, góc cạnh là quá mới, nói chung là túi này chưa có xài đó anh chị, mới 98% cộng. Em bán cái này cho mình với giá là 2 triệu 650, chốt giùm em mã số là B6, giá 2650. Mình mua chưa bằng 1 phần 10 giá trị của nó đâu anh chị. 2650, và lâu lâu em mới có được một cái siêu phẩm như vậy thôi chứ không có nhiều. Thường thường á, nếu như tầm 3 4 triệu thì mình dễ để mua và bán hơn, chứ còn bán 2 triệu mấy đồ là ít hàng anh chị. Giá những cái này nó cao á, cho nên chị thấy là để có những cái siêu phẩm này thì cũng ít chứ không phải nhiều. Em có một cái này là bồng ngựa màu kem phối với lại da bò dập vân kỳ nhông kỳ đà, form xách tay ha. Size ngang của nó là 24, cao lên là được 20. Dán sách giùm em nha. Chỗ này là nó sẽ cái là mối nối giữa cái miếng da thôi chứ không phải là nó bị lỗi ha. Ở bên trong này thì là lót da phun sơn. Nhưng mà hiện tại cái trong phần lót này không có vấn đề, chỉ có trên đây thì nó hơi hơi nó nhám nhám cái tay mình chút thôi. Cái này đang bán là 690 ngàn và sale cho anh chị với giá là 600. Mã là B7. Giá 600 ngàn, mà B7 giùm em giá 600 cho cái túi này nha. B7 giá 600 ngàn. Rồi tiếp tục nha. Em có một cái này. Cái này là da đà điểu nè, da đà điểu màu nâu, form bự thiệt là bự luôn. Size ngang miệng nó là được 20, cái bụng là được 44 45, ngang đáy là 33, cao lên là 27, nút hít nè, khóa kéo nè, bên trong lót lót vải sạch đẹp nha anh chị, hàng rất là xịn ha, full da đà điểu hết luôn. Cái này đang sale rẻ lắm anh chị, sale nhanh cái này cho anh chị với giá là 680 ngàn. Quá rẻ ha, 680 cho cái túi điểu này. Mã số của nó là B8, dáng này thì xách tay giùm em nha. B8 giá 680. Rồi tiếp tục.
Em có cái túi này hàng mới về đây. Cái này thì nó là da tổng hợp, form công sở và rất mới nha. Cái này là còn tem còn tag hết, mình mua tặng cũng được. Tông màu tím nha. Cái này bên Nhật người ta bán khoảng 600 ngàn. Đó là bán giá bên Nhật nha anh chị. Cái này là da tổng hợp, không phải da bò nha. Size của nó ngang miệng là được 41 nè, cao lên là được 27. Mẫu này là mẫu công sở nhưng mà không có khóa kéo miệng lớn, nó chỉ có một ngăn khóa kéo nhỏ bên trong thôi. Hàng có hiệu nhưng mà những thương hiệu này mình cũng không có quen đâu ha. Made in China. Rồi lót là lót vải rất mới luôn nha. Bán cái này cho anh chị với giá là 350, mã số là B9, giá là 350. Cái này nó mới ken, mới lắm và cái màu dễ thương lắm. 350 nha, màu tím rồi màu trắng phối với màu tím. Rồi tiếp tục, em có cái này gì nữa nè. Cái này nó cũng còn cái túi vải như vậy luôn, hàng mới về cho nên là nó rất là đa dạng anh chị. À cái đó là cái túi vải đựng thôi chứ cái túi bên trong là nó cũ nha. Túi bên trong là túi cốt anh chị nhưng mà nó cũ rồi. Cốt này bằng da, phối màu đẹp lắm nhưng mà cái phần màu trắng thì nó đã bị dính dơ và nó xuống màu nhiều. Cái này không mới ken, kiểu như mình xài quăng quật thôi hoặc là mình lấy phụ kiện thôi ha, chứ nó không mới ken. Khoan khóa thì còn sáng, tắt cốt thì đầy đủ. Form túi như vậy. Size ngang miệng của nó là được 40, cao lên là được 28 nha anh chị. Có khóa kéo miệng nha, có tag code đầy đủ luôn. Nhưng mà nó không có mới nha anh chị. Cái này cũ nhiều, quai đồ này kia mọi thứ nó cũ nhiều, xuống màu nhiều ha. Cái này bán cho anh chị xài hàng ngày thôi. Giá là 200, mã B10. B10 giá 200 ngàn cho cái túi này nha. Mã B10 giùm em giá 200. Em có một cái clutch cầm tay của Valentino. Cái này bằng da bò, độ mới này khoảng 82-83%. Có cái chỗ này nó hơi răng răng cái này. Nó không có khóa kéo miệng mà nó kiểu cái cây khung như vậy nha. Hàng này là được made in Italy ha, bằng da. Size là 28 nè, nhân với lại là 20, bán cho mình 200 luôn. Mã số B11. B11 giá 200 ngàn cho cái clutch này nha. Mã B11 giá 200. Một cái này là cái túi vải đeo chéo. Theo em nghĩ thì cái này nó sẽ nằm trong một cái túi lớn nào đó nhưng mà nó về nó chỉ như vậy thôi cho nên là em cũng chỉ bán như vậy thôi nha. Dây là dây vải luôn, bên trong là vải luôn, bên ngoài thì nó sẽ là như vậy. Mình tháo dây ra thì nó sẽ như một cái clutch nha. Chất liệu của nó là vải lụa đó anh chị. Size là được 30 nè, nhân với lại là 23. Bán cho anh chị cái này cũng là 200. Mã số là B12. B12 giá 200 ngàn cho cái túi này. Mã B12 giá 200. Rồi tiếp tục. Cái này là cái túi bao tử anh chị, túi bao tử thì em còn cái mẫu này. Mẫu này nam nữ xài được, mình đeo bụng hoặc là đeo trên trước ngực hoặc là đeo sau lưng cũng đều ok hết. Chất liệu của nó là bằng da bò nha. Đây, độ mới không quá cao, cái này là hàng hiệu của Samatha. Da bò full ha và rất là hiếm khi mình gặp thương hiệu Samatha mà nó là da bò. Xước móng tay nhiều, độ mới này khoảng 85% thôi. Size của nó là được 27 28 nhân với lại là 14. Cũng chất lượng nha anh chị nha. Cái này đang bán là 750 nha anh chị. 750. Cái này nam nữ xài được hết nha, hàng hiệu của Samatha, lót là lót vải. Đó, dây thì mình tăng chỉnh thoải mái, nam mình xài thoải mái tại vì dây này nó dài lắm. Rồi, 750 ngàn, mã số là B13. B13 giá là 750 cho cái túi này. Mã B13 giùm em 750. Tiếp tục. Cái túi này thì là hàng hiệu của Ý nha. Còn túi vải nha, túi này mới lắm, mua tặng được. Chất liệu của nó bằng da tổng hợp, dập vân cá sấu ha. Và cái thương hiệu này là luôn luôn là cái chất liệu da này. Đấy, cái thương hiệu này đây. À, hàng của Ý nha, nhưng mà nó sẽ được sản xuất tại riêng cái này sản xuất tại Việt Nam, có cái thì sản xuất China, có cái tại Thái Lan anh chị. Nhưng mà da nó chất à nhầm, da nó xịn nha, da tổng hợp nhưng mà cao cấp chứ không phải là dạng một hai lần mà hư đâu. Rồi, khoen khóa dập hiệu hết, hàng xịn đó anh chị. Rồi bên trong lót vải như vậy nha, đẹp lắm, không có gì để mình phải chê đâu anh chị ơi. Có một dây sách và một dây đeo chéo nè. Mẫu này thì mình thậm chí mình mua tặng được thì là cái độ mới nó cao cực kỳ. Màu của nó là màu mận như vậy ha. Size là 23 nhân với lại là 16. Sale cái này nhanh cho anh chị với giá là 690 ngàn. Mã số là B14. B14 giá là 690 cho cái này. Cái này hôm trước hình như là bản 7-800 gì đó anh chị. 690 nha. Rồi tiếp tục. Em có một cái bờm ngựa này mới về nè.
Nhưng mà tiếc cái là nó bị lỗi lót, nhưng mà lỗi lót ít lắm anh chị. Cái này mình có thể quá đẹp luôn. Cái này mà nếu không lỗi lót giá nó phải trên 2 triệu mấy luôn anh chị, đẹp lắm. Mới lan can và hiếm khi nào mình gặp được cái bồng ngựa mà nó mướt rượt như vậy luôn. Dây là dây da bò phối với xích vàng ống vàng ánh như vậy nha, sang chảnh cực kỳ. Khoen chỗ này là vào sáng trưng luôn anh chị. Size ngang của nó là được 26 nhân 22 nhân với lại là 11 cm. Đó, đẹp lắm, da bò phối với lại là bồng ngựa và nó mới lan can dường như là hàng trưng bày luôn, chưa có qua tay ai luôn á. Mở nắp ra đây, hàng này là hàng của thương hiệu là Saneria. Đấy, Saneria bên trong này là riêu bồng ngựa để hai nó chứng nhận cho mình đó anh chị ơi. Đó là cái tem chứng nhận. Cái lót đó. Hiện tại thì anh chị mua cái này về vẫn xài được nha. Nè, chỗ này đầu này kia nó cũng còn khô ráo lắm nhưng mà hai bên hông á, thì khi mà em chà sát mạnh hai bên hông thì mình sẽ thấy nó có ra hơi hơi bụi như vậy. Thì mình về mình xài một thời gian ha, chỗ này cũng vậy. Mình xài một thời gian rồi thì mình cắt bỏ cái lót này hoặc là mình về mình muốn cắt liền cũng được thì tùy anh chị nha, nhưng mà hiện tại thì bên trong này nó vẫn sạch đẹp, vẫn khô, mình không có dính đồ, nó chỉ có hai bên hông thôi. Đó. Hoặc là nếu mà mình muốn nó hoàn hảo hơn thì mình đem ra tiệm cho người ta thay thành cái lót vải, lót nhung gì đó cũng được anh chị. Hoặc là anh chị mình cứ cắt bỏ cái lót này và xài. Hoặc thêm một cách nữa em thấy các cô hay làm đó là mua cái dạng vải nỉ đó, về mình cắt xong mình dán đắp lên thôi là xài. Đó là kiểu mình chế biến nha. Còn đẹp nhất thì mình cũng nên ra tiệm cho người ta thay lót, là khoảng 300-400 ngàn gì đó là mình đã thay được cái lót thành một cái túi VIP rồi ha. Và túi này bên ngoài nó hoàn hảo cực kỳ luôn. À, đáng lý cái này nó phải 2 triệu mấy anh chị, nhưng mà nó có bị hơi bong lót, lỗi lót chút xíu. Em bán cho mình 1 triệu để anh chị về mình sửa chữa ha. Túi này rất là VIP, 1 triệu tròn. Nếu mà nó không lỗi lót thì giá nó tầm khoảng 2 triệu rưỡi đổ lên á. 1 triệu tròn, mã số là B15. B15 giá 1 triệu nha. Rồi tiếp tục. Em có cái túi này đẹp nữa nè. Túi này là hàng hiệu của Kitamura, bằng da bò màu xanh phơm như vậy. Trời ơi, khoen khóa đẹp nha. Mà đang rầu không biết có lỗi lót không đây. Hên quá, cái lót này không có lỗi nha. Lót này lót da thật luôn, không có lỗi. Bên trong là lót da sạch đẹp nha. Màu bên ngoài là màu xanh đen, xanh dương á. Và cái màu này hay gặp đối với thương hiệu Kitamura này lắm. Chưa có để phơm anh chị, để em để miếng phơm vô cho nó đẹp gái lên nè. Cái này bên trong thì hoàn hảo rồi, bên trong là đẹp nha anh chị, không phải lo cái lót đâu. Rồi khi mà mình sử dụng á thì mình đã có ngăn khóa kéo nhỏ bên trong và một ngăn đắp nha. Và mình xài thì trên đây thì nó như vậy, nó không có ngăn khóa kéo lớn nhưng mà mình có cái miệng rút, mình có thể rút thêm mớ nữa thôi, chứ nó cũng vậy ha, nó cũng rút thêm được cái miệng, nó hơi sát vô chút thôi. Rồi dây là mình xách giùm em nha, dây xách như vậy. Rồi size ngang miệng của nó là được 22, ngang đáy là 30, cao lên là 26. Lót này nó có sần nhẹ, rất nhẹ thôi, không có nhiều. Đó, tổng thể cái túi rất là đẹp. Bán cho anh chị cái này với giá là 690 ngàn, nguyên cái da bò. Kitamura này giá cũng cao lắm anh chị, giá cao hơn so với Samatha đó. Rồi, mã B16 giá 690 nha, cho cái túi này của Kitamura. Hiếm khi nào mà gặp được nó không có lỗi lót anh chị ơi. Rồi, tiếp tục em có một cái này bằng da bò. Da bò heo phối với chỗ này là dập vân cá sấu luôn chứ không phải cá sấu phơm nhỏ nhỏ xinh xinh. Hàng này là hàng có hiệu. Đó, đồ mới cao cực kỳ luôn, màu nâu ha. Size của nó là 27 nè, nhân với lại 16. Dáng xách tay, cái này các cô xài là hợp. Nó hơi lớn tuổi. Bên trong là lót lót này là lót da tổng hợp anh chị. Và nó có tác hiệu đây, có ngăn khóa kéo đây. Rồi hai bên hông này không phải làm kiểu không đâu, người ta là ngăn luôn đó nha. Rồi, mẫu này em bán cho mình với giá là 550 cho cái túi này, dáng xách rất mới nha. Góc cạnh còn mới lắm. 550, mã số là B17. B17 giá 550. B17 giá 550. Em có một cái túi này là dạng cót nè, cót monogram phối da mộc nhưng mà nó cũng không được mới luôn. Đó, nó cũng có đồ cũ như vậy. Nhưng mà cái bản này nó cổ điển lắm rồi. Tắt cót đây nha anh chị. Anh chị thấy cái phần da mộc nó cũ không? Và chỗ này nó có bị sần ngay đây luôn, bên đây luôn. Mẫu này thì phụ kiện còn đẹp. Size là 30 x 20 nhưng mà cái da thì nó có bị hỏng cái chỗ cái đó rồi. Nhưng mà vẫn xài quăng quật đi chợ được. Tắt cót đầy đủ nha. Rồi, có một ngăn lớn, một ngăn khóa kéo nhỏ. Bên trong là lót vải nha anh chị.
Mẫu này á, thì cái quai nó cũng có hơi bẩn nè. Này thì khi gửi cho anh chị thì em lau ha. Còn mấy chỗ này thì mình không có làm gì được hết. Nó bản thân nó vậy rồi, em không có sửa chữa được nha. Rồi, mẫu này bán cho anh chị mình xài chơi 200 ngàn cost ha. Mã số là B18. B18 giá 200 cho cái túi này, mã B18 giùm em. Giá 200 ngàn. Một cái cốp này nè, dành cho các cô đây, màu nâu và rất mới luôn. Size ngang là 26 nè, cao lên là 22, độ dày là 10. Wide đồ này kia mọi thứ rất là đẹp nha anh chị ơi. Đây, bên trong này thì là lót vải. Ở bên đây người ta có ghi chữ là Made in Japan, Wide Rosco. Made in Japan nha, Wide Rosco. Coi cái tờ giấy này họ ghi cái gì đây. Có một thời gian á, thì là em hay về những cái hàng mà da độc lạ như vậy nè, thì mình cũng hay gặp những cái bản này, nhưng mà nó sẽ là màu trắng kem anh chị. Còn cái bản này màu nâu thì nó khá là dễ xài ha, nó dễ ứng dụng và nó dễ phối đồ. Trong đây á, thì người ta sẽ lưu ý cho mình là cái da này nó ghét nước nha. Cẩn thận khi trời mưa, nếu bị ướt thì nhanh chóng lấy cái vải mềm để lau hút ẩm vào hông trong bóng râm ha. Đừng có để nó bị ướt. Đó. Tức là trước đây thì em hay báo cái này á, nó là da cá sấu, kiểu như là cá sấu trắng gì đó anh chị. Nhưng mà sau này thì em không có bán giá cá sấu cho cái dòng này nữa, em chỉ báo nó là dập vân thôi. Tại vì không có cái giấy chứng nhận á, ở trên đây người ta chỉ chứng nhận, người ta chỉ ghi là White Rosco thôi, mà em cũng nghi ngờ không biết là cái chỗ đó là cái hiệu hay là cái chất liệu da cá sấu nữa. Đó, tại vì mình không có rành về cái da cá sấu nha, cho nên là em bán giá dập vân ha cho cái túi này. 680 ngàn, mã số là B19. Rất là mới nha anh chị ơi. Này, B19 giá của nó là 680 cho cái túi này. Các cô mình mua xài là quá ok. Dáng này là hơi lớn tuổi đó. B19 giá 680. Rồi tiếp tục em có một cái siêu phẩm nè. Siêu phẩm này là màu của nó là màu tía nha. Cái này là cũng dập vân cá sấu luôn. Hàng của là Fury. Ôi nó đẹp. Fury cái màu đẹp quá anh chị. Đẹp lắm, và cái khoen cỡ này thôi chứ. Nó nhìn cái khoen là mình biết hàng VIP rồi, hàng hiệu của Fury có mã code đây. Hôm này em đang thấy có chỗ móc dây nè, không biết còn dây không. Size là 24 nhân với lại là 22, góc cạnh thì còn đẹp nè. Thấy chưa, có dấu hiệu sờn góc luôn đó. Mở ra như vậy. Ở bên trong này thì là lót vải nha anh chị ơi, có tag Fury này, Made in Italy ha. Có một ngăn khóa kéo nhỏ. Trong đây thì còn tem tag luôn. Cái túi nó rất là mới đó anh chị. Còn tem, còn tag, còn sổ, còn thẻ như vậy luôn nè. Nhưng mà chưa thấy dây. Chưa thấy cái dây nha. Rồi. Mẫu này mất dây. Đó, để em mà tìm xem nếu có cái sợi dây xích màu vàng thì em tặng kèm nha. Cái đó thì nếu có thôi, chứ không hứa chắc nha. Em sẽ báo bán cái giá này là giá không có dây. Nhưng mà nó còn tem còn tag luôn và độ mới rất là cao. Kiểu như vận chuyển này kia người ta làm mất cái dây của mình thôi. Độ mới này phải là 90% cộng, hàng hiệu của Fury của Italy nha. Đẹp lắm. Và cố gắng tìm cho anh chị một cái sợi dây xích ha. Sợi dây xích vàng để mình đeo. Em bán cho mình cái này với giá là 1250. Mã B20. B20 giá là 1250 cho cái túi này, hàng của Ý. Rất là mới nha, còn tem còn tag luôn. Cái hiệu đó nó cũng đắt đó anh chị. Rồi, tiếp tục em có cái túi này là da mộc. Túi này là da mộc khắc đẹp nữa, còn tem luôn, mới luôn, quá đẹp. Xách nha. Trời ơi nó đẹp dữ luôn anh chị. Xuất sắc nguyên một cái mặt này luôn ha, và mặt này luôn, giống như là nguyên một cái tác phẩm nghệ thuật luôn. Rồi dây là dây bằng da luôn. Đẹp, dáng này dáng sách giùm em nha. Rồi size ngang miệng của nó là được 23, ngang đáy là 20, cao lên là 22. Có khóa kéo miệng luôn nữa, còn tem đây anh chị. Có khóa kéo miệng, bên trong là lót vải, có một ngăn lớn và một ngăn khóa kéo nhỏ bên đây. Nó có cái tem này thôi chứ bên trong lót này không có cái tag gì hết nha. Ở phía sau lưng này nó có một chỗ này nó hơi dính dơ chút xíu nè. Chắc là lúc mà người ta làm anh chị, chứ không phải là do nó bị do xài đâu, lúc mà người ta làm mấy này nè. Rồi góc cạnh thì dường như chưa có sờn luôn, quá đẹp. Túi này em bán cho mình với giá là 680 luôn. Mã số là B21. Dáng này chỉ xách thôi, không thiết kế dây đeo, nhưng mà nó như một tác phẩm nghệ thuật vậy. Các cô mình xách đẹp á. B21 giá là 680 ngàn cho cái túi này. Mã B21. Một cái này là da
Cái này em không có chắc đó, nó phải là da kỳ nhông kỳ đà không, em bán da bò nha, em bán da bò dập vân nha. Form đó là form hộp như vậy nha anh chị ạ. Đẹp luôn. Đầu mới này khoảng trên 88-89%, ngang miệng 25, cái bụng bự nhất này là được 28 và cái đáy của nó là 24. Cao lên là 18, khoen khóa còn sáng nè, góc cạnh còn đẹp luôn đó. Cái này là để cái form nó hơi thiếu cái form trên cái nắp thôi. Rồi, bên trong là lót da sạch đẹp nha. Món này thì không có hiệu anh chị. Bán cho anh chị cái này với giá là 550 form hộp ha. 550 ngàn cho cái túi này. Chốt giùm em mã số là B22. Đây là giá dập vân nha, chứ không phải là giá da bò, à không phải là giá da kỳ nhông kỳ đà nha. Bán giá da bò dập vân á, B22 550, cái này rẻ đó, form hộp mà giá này là quá rẻ. Nó không có mới ken nhưng mà nó cũng còn đẹp dữ lắm anh chị. Cái này gì mà màu xanh cốm này. Túi này còn hiệu, còn tác hiệu, hàng của là Raymond D. Ashley. Quên vậy. Tem tác lòng thòng đây ha. Cái này thì nó mới lắm, chưa xài anh chị ơi. Bên trong là lót vải nè, có nhiều ngăn nữa. Đó, lót vải và cực kỳ là nhiều ngăn. Dán này chỉ xách thôi, không thiết kế dây đeo. Không có thiết kế dây đeo nha. Và da này đó, thì theo em thấy thì nó là da tổng hợp cao cấp thôi, chứ nó không phải da bò. Nhưng mà nó đẹp lắm. Đẹp cực kỳ nha. Tem tác chỗ này đây. Tem tiếng Nhật anh chị. Hàng có hiệu. Màu này nó cũng hơi hiếm anh chị ha. Form này form công sở, size ngang miệng là 35, ngang đáy là 26 nè, cao lên là được 24-25. Mẫu này em bán cho mình với giá là 650, mã B23. Mới ken ha, B23 giá 650 cho cái túi này, đẹp quá. Để bỏ vô túi bọc đi, để tại vì cái này nó màu sáng á, để ngoài sợ nó dính bẩn, tại vì cái túi người ta đang hoàn hảo quá chừng. Rồi tiếp tục nè. Này gì nữa đây, cái này là form hến anh chị, da mộc khắc nha. Thì nó chỉ khắc nhiêu đây thôi, phía sau không có khắc và bên hông này không có khắc nha. Chỗ này nó có hơi đậm màu chút nè, kiểu dính nước á. Nhưng tổng thể còn mới, form hến. Size của nó là được 35 nhân với lại là 25. Có khóa kéo miệng nha, bên trong là lót da như vậy. Đó, trong lót da nha anh chị ạ. Rồi, món này bán cho anh chị với giá là 550. Mã số là B24. Cái này bằng full da B24. Nhưng mà cái da mộc khác anh chị, ví dụ như em thì em thấy nó đẹp mà. Nhưng mà không phải ai cũng thích da mộc khác hết. Nó sẽ không có phải là hiện đại nha. Dành cho ai mà mình thích gu lạ lạ, boho đồ đó thì mình mới thích nha. Này form hến, giá siêu mềm. Rồi tiếp tục nha. Em có cái này gì đây, cái này dập vân đà điểu anh chị ơi. Form này bự chảng luôn. Form này form du lịch rồi, bự lắm. Size của nó là được 42 nè, 42, bề cao đó, bề ngang là được 45. Xách tay nè, có chỗ móc dây nè, mất dây nè. Khi mình xài đó thì mình để như vậy ha. Bên trong là lót vải. Món này đựng 5 bộ đồ là thoải mái vô tư luôn. Dập vân đà điểu nha, không phải đà điểu thật nha anh chị. Rồi, món này bán cho anh chị với giá là 500. Mã số là B25. B25, giá là 500 ngàn cho cái túi này. Mã B25 dùm em, giá 500. Một cái này là túi du lịch to đùng luôn. Chất liệu của nó là da tổng hợp nha. Chưa để. Ở đây không có đủ form để rồi. Đây, bên trong nè anh chị. Này bự, nam nữ xài được nha. Lót là lót vải á. Có khóa kéo miệng nè, có dây đeo nè. Hàng full da tổng hợp, không có chỗ nào da bò hết nha. Nhưng mà nó bự chảng như vậy đây. Để em zoom cho nó bự bự chút nha. Đáy này. Cái này là do em hàng mới về, em không có độn phơm, em sẽ đo gá gá thì nó khi mà mình xài thì nó thành thành cái như cái trống anh chị. Size của nó 50 anh chị ha. 50 và nhân với lại là khoảng 25 28 đó. Rồi, túi này em bán cho mình với giá là 450 luôn, 450 cho cái túi này. Nó full da tổng hợp nha, nó không có chỗ nào da bò hết nha anh chị. Nhưng mà da tổng hợp cũng cao cấp dẻo đanh nha. B26 giá 450 cho cái túi này. B26. Còn cái túi du lịch to này á thì nó là canvas phối với lại da bò thật. Giá nó cao hơn chút. Nè, cái này là canvas phối da bò thật nha. Cái phần quai màu nhạt này là da bò thật. Tiết da đây, còn cái phần màu đậm là canvas nha. Bên trong đây thì là hàng hiệu. Đây là hàng hiệu và được mắt in răng, lót sạch đẹp luôn. Mẫu này thì có chỗ móc dây nhưng mà nó mất dây rồi.
À, cái này khi mà anh chị chốt á, thì em sẽ tặng kèm cho mình một sợi dây. Và sợi dây này cái màu á, nó không có khớp hung, nhưng mà để nếu mà mình có cần thì mình xài nha. Em tặng kèm sợi dây này. Cái này đang bán 750 và sale nhanh cho anh chị với giá là 650 luôn. 650 nha, tặng kèm sợi dây nhưng mà màu nó không khớp lắm, để mình sử dụng thôi. 650, chốt giùm em mã số là B27. B27 giá 650 cho cái túi này. B27 giá 650 ngàn. Rồi, cái túi này còn nè. Túi này là bằng da bò, phơm miệng cớp rất tờ nha. Da rất đẹp. Đẹp lắm. Da siêu chất luôn. Size của nó là được 30 nhân 20 à, nhân 18 19 nhân với lại 9 cm, khoen khóa là còn sáng nè. Đấy đây. Góc cạnh có sờn nha. Độ mới tổng thể khoảng trên 85% một chút. Bật ra. Nhấn cái này xong kéo ra. Đó. Bên trong này á, là hàng của Made in Italy ha, có một ngăn lớn, một ngăn đắp và một ngăn khóa kéo nhỏ. Lót da thật luôn. Cái này giá 750 đó anh chị. 750, mã số là B28. B28 giá 750. Cho cái túi này mã B28. 750 ngàn. Rồi cái túi này màu cam. Form của nó là form keo ly nhưng mà dáng mềm, da bò full, độ mới cao 30 nè, nhân với lại là 26 ha. Còn ổ khóa, còn chìa khóa, có dây đeo luôn. Form người ta làm form mềm. Chứ còn là keo ly mà những cái bản form đứng form là nó rất là đắt nha anh chị. Made in Italy nha. Rồi bên trong là lót lót da lộn. Mẫu này giá 850. Mã số là B29. Độ mới cao ha. B29 giá 850 cho cái túi này. Rồi tiếp tục nha. Em có một cái này. Túi này là hàng của Hana Mori. Màu của nó là màu cam gập đậm. Hana Mori bằng da xước Vân Tâm. Mẫu này còn cái tem Hana Mori khá là cổ điển nha anh chị, góc cạnh có sờn nhẹ ha. Size của nó là được 25 nhân với lại là 20. Rồi, bên trong là có dây đeo chéo nha. Dây đeo chéo này thì mình có thể tăng chỉnh thoải mái và còn mới. Bên trong là có tag Hana Mori, lót là lót vải sạch đẹp như vậy anh chị. Lót vải nha, lót vải hãng của Hana Mori có chữ HM đẹp lắm. Túi này độ mới còn cao. Điểm trừ duy nhất của cái túi này là cái chỗ góc sờn này thôi, nhẹ nhàng tình cảm thôi, không có nhiều đâu anh chị. Rồi, bán cái này cho anh chị với giá là 850 luôn. Bình thường Hana Mori là phải tiền triệu anh chị. Mã số là B30. Giá 850 cho cái túi này. Rồi, em có 30 cái mã túi cho buổi tối nay anh chị nha. Hẹn cả nhà vào ngày mai. Ngày mai thì em tranh thủ sẽ lên nhiều cái video mắt kính anh chị ha. Có kính sale cũng có kính mới về, rất là đa dạng phong phú luôn. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều và hẹn cả nhà vào những video tiếp theo. Bye bye.